cho bạn tuần trước mình có tăng một test poll để điều tra một hội viên của kênh mình có thể tiếp nhận mình tăng phí hội viên tăng thêm bao nhiêu tiền ok cái này là kết quả tuy nhiên có nhiều hội viên có ý mình ở uh, thép mấy tier uh, ví dụ trả 20 000 thì chỉ có thể coi video trả 50 000 thì có thể hỏi câu hỏi hay là phụ khác nhưng mà mình thực sự quá mệt uh, mình hy vọng mình có thể tập trung làm video tốt uh, đưa tơ ra nội dung tốt nếu mình phải tơ ra phụ khác thì mình thực sự không biết nên làm như thế nào cho nên bây giờ, mình chỉ muốn mỗi hội viên đều trả tiền dùng nhau, mỗi hội viên đều có thể coi được nội dung dùng nhau, ok? Bây giờ, vấn đề là mình phải tăng phí hội viên tăng tiền báo ưu tiền, ok? Bây giờ mình xác định rộng tuy bây giờ chỉ có khoảng 800 hội viên có bầu cờ, nhưng tôi có thể tài diện tình huống của tất cả hội viên, ok? Và mình xác định rằng, số hội viên cố tình của kênh mình là 5 trang tạm hình, cũng xác định rằng đối với một hội viên nếu mình tăng phí hội viên đến mức là nhiều hơn số tiền mà hội viên đó đã trộm thì hội viên đó sẽ bỏ hội viên ok theo mình yeah, đoạn, có thể tính toán ra thu nhập cuối cùng của mỗi lợi trộm sẽ có bao nhiêu ok tại vì youtube sẽ lấy đi ba mươi phần trăm thuế cho nên thu nhập cuối cùng cũng cũng khác biệt nhiều lắm ví dụ năm mươi và bốn mươi chỉ kém sáu trang chín mươi thôi à, nhưng mà nếu mình trộm năm mươi mà không trộm bốn mươi thì mình sẽ tém mượn những năm mươi ngày hội viên trộm bốn mươi thì một hội viên bị bỏ qua chỉ có giá trị là mấy nghìn à, nếu mình làm vậy thì mình thấy mình thực sự coi thần hội viên thái quá họ đã ủng hộ mình rất lâu rồi à, mình không thể lình lùng như thế và nếu mình chọn ba mấy nghìn mà không chọn ba mấy nghìn thì mình sẽ đánh mất những một trăm nghìn hội viên chọn ba mấy nghìn ok thì một hội viên bị bỏ qua chỉ có giá trị là sáu nghìn wow chỉ là sáu nghìn lình lùng quá à, không thể làm không thể làm và nếu mình trồng ba mê mà không hai mê hình thì mình sẽ đánh mất những chính mây người viên hai mê hình thì một hội viên bị bỏ qua có giá trị là hai mê ba hình, đã nhiều hơn phí hội viên của mình vào bây giờ rồi vì hai mê ba hình khi sinh một hội viên mình thấy mình đã quy họ nhiều hơn họ quy cho mình rồi tại vì đối với họ mình chỉ có giá trị là hai mê hình tại vì họ không muốn mình đăng phí hội viên nhưng mình là vì hai mê ba cho nên khi sinh họ có nhiều hơn ba nghìn rồi, ok? có lẽ họ sẽ nói mình có thể dự báo tổ net của Kanazak, thế mình thấy mình nên trực tiếp tăng thêm năm mươi nghìn, tại vì thu nhập cuối cùng của năm mươi nghìn có nhiều hơn ba triệu rưỡi với hai mươi nghìn, tổ cho mình trong một tháng không nhiều hơn ba triệu rưỡi, có nghĩa là vì những hội viên trong hai mươi nghìn số tiền tổ net cho mình không thể bù đắp được, mình biết bây giờ kinh tế không tốt. Uh, cho nên cuối cùng mình quyết định tăng phí hội viên tăng đến 30.000 mỗi tháng. Uh, bây giờ giá cả cuộc sống cũng tăng đen rồi. 30.000 cũng chỉ mua được một ly cà phê thôi. Uh. Hy vọng chúng mình uh, có thể cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này. Hy vọng các bạn có thể uh, tiếp tục ủng hộ kênh mình. Cảm ơn xin lỗi sau đó mình mới phát hiện mình không, phải không, không thể trực tiếp thay đổi phí hội viên mình phải tăng thêm một level mới thiết lập phí hội viên mới sau đó mình phải hủy bỏ level cũ cho nên xin các hội viên tăng ký level mới tuần này mình vẫn cho hội viên trả hai mươi nhịp coi video đeo hội viên nhưng mà tuần sau mình sẽ hủy level hai mươi nhịp chỉ còn lại ba mươi nhịp cảm ơn xin xin hội viên tăng ký level mới cảm ơn